and especially the students who have taken the Cambridge University examination on the 21st, 2015. For job learners, starters, movers, and flyers, and we would like to express our great gratitude for your presence here today. Cơ sở ngoại ngữ học Bông xin chào mừng tất cả quý vị, các quý, quý phụ huynh, quý học viên cùng toàn thể giảng viên, nhân viên. Buổi tối hôm nay thật là đặc biệt đối với đại gia đình cơ sở ngoại ngữ học Bông, đặc biệt là đối với những học viên đã tham dự kỳ thi Starters, Movers, Flyers của trường đại học Cambridge tổ chức vào ngày 31 tháng 10 năm 2015. Một lần nữa xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị. Because I'm happy.
I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. من دوست دارم به چشم من گریه نده.